Hồi ký người lính trên chiến trường Campuchia, đó là những ký ức bi hùng đã in đậm vào tâm trí của người lính trên chiến trường Campuchia. Chúng tôi phải đánh đổi bằng xương máu và tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời để bảo vệ biên giới Tây Nam và cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn Quân tình nguyện Việt Nam bị bao vây ở sát Thái Lan, nghẹt thở gỡ mìn, KB-2 chết chóc, theo Nguyên Mỹ, nguyên chiến sĩ G-25, sư đoàn 5, mặt trận 479. Đại đội trưởng, bộ binh bố trí anh em ở gần giếng nước giữa đại đội bộ với tổ cối 60. Xung quanh khẩu đội cối là khu đất rộng được phát quang dành để cối bắn. Giếng nước, mấy anh em trước đã đào tới 7 mét sâu, ngang 1,2 mét. Nói đi đào giếng chứ thực sự có đất đâu mà đào, chỉ có ít lớp mặt thôi, toàn là đá, phải đục lỗ đánh bộc phá. Trên miệng giếng có cái giá đỡ để thả dây và cột thêm cái thùng kéo đất đá lên xuống. Việc đào giếng diễn ra như sau: buổi sáng chúng tôi cho nổ bộc phá, mỗi lần nổ cột khói bay lên khoảng 10 mét thì B-40 địch từ ngoài bắn cầu vòng vô. Hàng ngày là vậy, giết lì luôn, phải đợi đến trưa khói bụi bay bớt ra, một người đu dây xuống đục lỗ mới để nhồi thuốc nổ. Cái cảm giác trong đáy giếng tôi không thể nào tả nổi. Vừa xuống tới đáy, thao tác đã hít vào phổi một lượng khói TNT, choáng váng muốn xỉu. Phải dùng xà beng ngắn đục trong vòng 10 phút, xong la lên và bám theo dây cầu. Anh em ở trên quay tời kéo lên miệng giếng đã muốn ngất xỉu. Cứ làm đi làm lại mãi như thế, thời gian trôi qua hơn 1 tháng, thuốc hút đã hết từ lâu, người không đánh răng và tắm giặt cũng đã từ lâu. Chúng tôi nhờ mấy anh em đi tiền tiêu hái dùm mấy lá đu đủ khô về hút. Lá đu đủ hút vô rất nhẹ mà gây ho cũng phải ráng, bởi vì thèm quá. Ở chung với lính chốt tuyến đầu của chiến trường ca, tôi chứng kiến cảnh sinh hoạt gian khổ với tận cùng của anh em trong thời gian ấy. Nào đá mìn KB-2, nào sốt rét ác tính, mê sảng là hết khi cáng ra. Thời gian trôi qua, anh em tôi đã đào thêm được 2 mét nữa là 9 mét sâu. Kiệt sức, ôi là kiệt sức. Hàng ngày, trung đội tôi cử 4 người theo lính G2 qua suối cá C5 lấy nước. Chúng tôi lấy tấm tăng cột 2 đầu trên cây đòn, gánh về xài trong ngày. Nước hiếm vào mùa khô nên chỉ dành cho nấu cơm và uống, không được vo gạo, đánh răng và tắm giặt. Ngày nào cũng phải đi lấy nước, khoảng 4 lần đi thì có 1 lần đá mìn. Quá khốc liệt. Có điều thú vị là trên đường đi lấy nước, thỉnh thoảng gặp bầy khỉ mặt lọ cứ chít chít trên đầu ngọn cây rất dễ thương. Sợ nhất là bầy chim te te, hễ chúng nó nghe hơi người là cả đàn súng nhau la lên. Buổi sáng nọ, đang theo đoàn đi lấy nước, thấy bầy khỉ kêu chít chít, anh trung đội phó ngắm bắn rớt một con vì thực phẩm đã cạn, không còn gì để ăn. Con khỉ thịt đâu không thấy, mà chỉ toàn thấy da với xương. Chặng đường gian nan rút ra, đúng vào rằm 15 tháng 1 năm 1981, trên chiến trường ca, lợi dụng trăng sáng, lính post bao vây cả hai đại đội cùng trung đội hỏa lực trên đỉnh. 5 giờ 30 phút sáng, địch nổ súng tấn công cả 3 địa điểm, áp sát đội hình không cho bộ binh bung ra. Anh em tôi vào hầm trực chiến, mặc dù nằm giữa đội hình, 3 tiếng sau vẫn chưa thấy ngừng tiếng súng. Khẩu cối nằm cạnh hầm tôi hoạt động hết công suất, bắn chi viện vào sườn núi. Trinh sát trên báo xuống, địch đã bò lên nửa núi, chủ yếu là đánh bức trung đội trên cao điểm. Nằm hầm, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng máy thông tin PRC-25. Tôi chạy ra khẩu cối phụ lắp liều phóng cho anh em. Đến 12 giờ trưa, khẩu cối hết đạn. Xung quanh chốt,
trong giao thông hào, bộ binh nằm cố thủ vẫn nhả đạn liên tục. Tôi đã nghĩ đến giây phút hy sinh khi bật chốt, hồi hộp từng giây từng phút. Lúc 13 giờ 20 phút, tôi nghe tiếng súng nổ giòn giã bên phía tây sườn núi. Tôi đoán có đơn vị khác vận động lên chi viện, lòng thấy yên tâm lại. Đúng 14 giờ, tiếng súng im phăng phắc. Địch bị đánh tại sườn, rút chạy về đất Thái Lan. Đơn vị đánh giải vây là tiểu đoàn 1, trung đoàn 2, vận động từ rừng tre lên tiếp ứng. Anh em tôi thở phào. Giếng đào đã sâu 9 mét mà không có một giọt nước nào. Mỗi buổi chiều, cán bộ trung đội tôi nhờ máy của C bộ C6D2 báo cáo tình hình lên ban công binh sư đoàn. Hai ngày sau, anh Tiến, trưởng ban, chỉ thị cho bộ phận đào giếng rút ra, đành bỏ giếng Camelai. Anh dặn dò thêm, ngày mai trinh sát C2 vô, đưa ra tới cầu cháy rồi tự xử. Tự xử theo anh Tiến là tự đi bộ ra tới Nimitz, nhờ máy của trung đoàn 4 gọi anh cho xe trở về cứ. Anh em tôi mừng không tưởng nổi. Giờ từ đoạn đường ra cầu cháy, tụi tôi vẫn đi được, nhưng phải đi đường mòn cũ. Còn cắt rừng đi đường mới, tụi tôi không biết cắt. Lính ở đây mỗi lần đi vô hoặc đi ra đều cắt đường mới, bởi vì quá nhiều mìn KB2 răng đầy. Vậy là anh em phải chờ trinh sát D2 vào đón. Chờ trinh sát như mẹ chờ con, ngày này đến ngày nọ. Đến cuối tuần vẫn chưa thấy. Mỗi buổi chiều hàng ngày là liên lạc về sư đoàn báo cáo với ban, chưa thấy ai vô đưa ra anh ơi. Anh Tiến bảo, ngày nào cũng gọi nhờ trinh sát đón ra, mà sao cả tuần chưa thấy. Sang tuần thứ hai, cứ bài cũ lặp lại. Chúng tôi quá sốt ruột khi phải đợi chờ từng phút từng giây. Tôi suy đoán tình hình của tiểu đoàn 2 quá cạn kiệt về người. Ngày đại đội 6, chỗ tôi ở chỉ còn khoảng 20 người. Nếu bộ phận tôi rút ra thì đội hình quá lỏng lẻo. Và lại, trinh sát tiểu đoàn không còn người. Hiểu tình huống đó, chúng tôi quyết định tự cắt lấy đường ra. Vào buổi sáng ngày cuối tuần thứ hai, cơm nước xong xuôi, đợi khi mặt trời lên có ánh nắng xuyên vào khoảng trống của khu vực khẩu đội cuối 60, chúng tôi hành quân. Anh em lính đại đội 6 buồn bã nhìn chúng tôi chuẩn bị ra đi. Từ nay họ chỉ còn trụ lại với số ít người. Anh Hữu, trung đội trưởng bộ binh quê Củ Chi, nhìn tôi không nói, chỉ nhìn nhau thôi. Bởi lính trận chúng tôi kiêng bắt tay nhau trước lúc chia tay. Quý vẫn đi đầu, tôi đi thứ hai, men theo đường mòn cũ đã bỏ đi. Bởi vì đường mới tôi không biết cắt, có linh cảm nên tôi nói với Quý, hãy cẩn thận, hãy đi thật chậm. Vừa đi vừa ra mìn vướng. Nguyên lý của mìn KB2, lực kéo trên 2kg mới tuột chốt. Tôi và Quý căng mắt nín thở, bước đi chậm chạp. Xa đội hình khoảng 100, 200 đến 300 mét, anh em bám nhau tiếp tục đi. Tôi chợt thấy Quý đứng yên, ra hiệu cho tôi đi lên. Mấy ơi, có mìn. Tôi đứng sát Quý, thấy mấy sợi dây răng ngang ngực nhuộm xanh màu lá. Lấy tay cố định sợi dây cho Quý khom người bước qua. Tôi bảo, mày bước lên 5 mét quan sát địch, để tao gỡ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ra như tắm. Tay giữ sợi dây, liếc qua trái, thấy một trái KB2 cột thân cây còn mới tinh. Lần theo sợi dây, xem nó cột ở đâu. À, nó cột vào nhánh cây. Tôi thò tay ra bên kia gỡ dây ra. Tay còn lại giữ chắc dây đầu này. Tháo được đầu dây bên kia rồi, tôi nhấc trái mìn lên, mở nắp giữa, chút xuống cho kíp tuột ra. Trái mìn KP2 đã bị vô hiệu hóa. Tôi phất thay cho Quý đi tiếp. Khoảng 50 mét nữa,
Quý lại dừng lại và ra hiệu cho tôi lên. Bằng các thao tác ấy, tôi vô hiệu hóa trái mìn thứ hai. Quý ơi, cứ vậy mà đi nhé. Chúng tôi đã đi được 1,5 km. Tôi nói với Quý, giáng thêm tí nữa, thêm khoảng 300 mét. Tôi giục Quý đi tốc độ cao, vì đoạn này gần tiểu đoàn bộ rồi, sẽ không có mìn. Cuối cùng, chúng tôi cũng ra được cầu cháy lúc gần 13 giờ trưa. Từ đây, còn lại 28 km mới ra tới Nimitz. Thuận nước Mã Hồi, trung đội tôi hội ý với nhau, quyết tâm hành quân ra Nimitz ngay trong chiều. Mấy bữa sau, xe đơn vị đưa chúng tôi về cứ an toàn. Trận đụng độ bất ngờ với đặc công Khmer Đỏ, thần chết đã nhè nanh vuốt. Cà gác ngủ quên trên chiến trường ca. Đêm cuối năm, trời đang dần về sáng. Trong cái tĩnh lặng của buổi đêm, bỗng rộ lên một loạt tiểu liên AK, kèm theo là tiếng nổ chát chúa của lựu đạn cùng tiếng bùm bình quen thuộc của B-40. Cả đơn vị choàng tỉnh giấc, ao xuống các căn hầm, súng lăm lăm trong tay và căng mắt trong màn đêm chờ địch. Đại đội trưởng Ngữ cho liên lạc chạy xuống trung đội 5 do Bút Bò làm trung đội trưởng, nơi vừa xảy ra nổ súng, để nắm tình hình. Trung đội 5 vừa đụng địch, bọn chúng đã bỏ chạy sau khi bắn một loạt AK và tung thêm một trái lựu đạn về phía hầm của tiểu đội trưởng Tống Văn Sang và chiến sĩ Dinh. Sau bị một mảnh lựu đạn găm vào bụng, được đưa ngay về C bộ để y tá băng bó vết thương. Sang được y tá Hạnh chăm sóc và nằm chờ anh em vận tải trên tiểu đoàn xuống cáng đi. Sự yên tĩnh trở lại. Khoảng 30 phút sau, trung đội của Bút cho người lên báo cáo phía trước hướng địch vừa tháo chạy, nghe có tiếng người rên rỉ. Trong đêm vắng tĩnh mịch, tiếng rên nghe rất rõ. Đại đội trưởng Ngữ lệnh cho B-5 của Bút cho một tổ bám lên. Lúc này trời đã gần sáng, tiếng rên mỗi lúc càng rõ hơn. Dưới ánh sáng mờ mờ, hiện rõ một người nằm dưới bụi le đang rên rỉ. Một tên lính Pol Pot to lớn do bị thương cùng với sức ép của trái B-40 không chạy được đã bị đồng bọn bỏ lại. Tên lính bị thương được lôi về ban chỉ huy đại đội. Hắn thở ì ạch và rên ò ò. Phía bên ngực phải của nó, máu loang ướt đẫm ngực áo. Y tá Hạnh cởi áo kiểm tra. Trên ngực hắn có vết thương nhỏ đang rỉ máu. Mỗi khi hắn thở, bọt máu lại ùn ra. Có lẽ mảnh đạn B-40 đã xuyên thấu phổi. Đại đội trưởng Ngữ vui mừng quay máy báo tin lên tiểu đoàn rằng đại đội 2 đã bắt sống được địch. Tên lính Khmer Đỏ đầu tiên bị bắt sống sau 3 tháng trung đoàn tham gia chiến đấu trên chiến trường ca trên đất nước bạn Campuchia. Thần chết cũng ngủ quên. Riêng Sang tuy bị thương nhưng vẫn tỉnh táo. Vết thương có vẻ chưa nguy hiểm đến tính mạng. Người cùng hầm với tiểu đội trưởng Sang là Dinh cũng may mắn bình yên vô sự. Và câu chuyện thực sự được A trưởng Sang kể lại. Đêm 28 tháng 11 năm 1978, Sang gác ca đầu từ chập tối đến nửa đêm, còn Dinh gác ca sau. Bàn giao ca gác cho Dinh xong, Sang nằm co dưới hầm trải ni lông để ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, Sang nghe như có tiếng động sột soạt bên ngoài rất gần. Giác quan nhạy bén và linh tính của lính chiến trường làm Sang thức giấc. Sang trở dậy ra ngoài giao thông hào quan sát. Trong bóng tối mờ mờ, thấy Dinh cũng ôm súng tựa vào thành hầm mà ngủ. Sang thò đầu lên khỏi cửa hầm nhìn lên. Phía trước căn hầm chừng 7-8 mét, cạnh ụ mối to, lố nhố 2-3 bóng người đang lúi húi làm gì đó. Tiếng rì rầm nho nhỏ và tiếng đào đất lịch kịch. Sang định chụp súng bắn và quăng cho trái lựu đạn. Nhưng chợt nhớ, trong lúc hội ý ban chiều, trung đội trưởng Bút có nhắc đến việc sẽ phạt bắt cả tổ phải đào hầm nếu kiểm tra bắt được ai bỏ gác.
Sang sợ bắn nhầm vào đầu đội mình. Sang đánh thức Dinh dậy, bảo Dinh ra xem thế nào. Trong cơn ngái ngủ, Dinh rời hầm bước chậm rãi, lại gần mấy cái bóng đen và cất tiếng hỏi. Tổ nào đấy? Còn thuốc không cho xin một điếu? Nghe tiếng hỏi, mấy người đang lúi húi đào đất, hoảng hốt giật mình, miệng kêu. Ruông, ruông! Tay chúng vừa vứt cuốc sèng, vơ vội súng bỏ chạy. Vừa chạy, vừa kịp bắn một loạt tiểu liên AK và quăng theo một trái lựu đạn về hướng hầm của Sang và Dinh. Trái lựu đạn nổ ngay trên mép hầm, làm tung mấy chiếc gối bông gòn lấy trong phum đem ra. Sang bị một mảnh lựu đạn găm vào bụng. Dinh cũng quá bất ngờ, không nghĩ rằng bọn Pol Pot lại đến ngay gần sát hầm của mình để đảo công sự. Sau vài giây, Dinh cũng kịp phản xạ, lao vào hầm, vơ vội khẩu B-40, phụt theo hướng địch bỏ chạy một quả đạn. Sang tuy bị thương nhưng cũng vơ vội khẩu AK bắn theo một loạt. Thật may mắn, trái B-40 bắn vút đuôi đã làm bị thương thằng lính Pol Pot. Sáng sớm hôm ấy, tên Pol Pot bị bắt sống được vận tải tiểu đoàn xuống đưa đi. Tên tù binh khai, hắn và đồng bọn là đặc công của sư đoàn 260 Khmer Đỏ, mò vào gần phum để nắm tình hình, trinh sát, chuẩn bị tổ chức đánh. Bọn chúng cũng không ngờ lọt vào ngay khu vực bố trí trận địa của ta để đào công sự. Còn tiểu đội trưởng Sang và Dinh sau trận này được đại đội lập danh sách đề nghị khen thưởng vì tinh thần chiến đấu bắt sống được địch. Xong, ai nấy đều thấm thía bài học đắt giá, ngủ quên bỏ gác này. Tiểu đội trưởng Tống Văn Sang hiện đang sinh sống tại Bình Dương. Tôi và Sang khi ấy cùng ở đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 732, sư 303. Sau 40 năm, chúng tôi mới liên lạc lại được với nhau nhờ cầu nối qua mạng xã hội với Nguyễn Văn Vẹn, đại tá Nguyễn Văn Vẹn khi ấy ở đại đội 3 cùng tiểu đoàn với chúng tôi. Sang kể, vết thương ấy may chỉ dính phần mềm, không xuyên thấu ruột. Còn Dinh, người đã ra vỗ vai kẻ địch để xin thuốc hút, giờ vẫn chưa biết đang ở đâu. May là loạt AK mà thằng lính Pol Pot bắn đuổi theo Dinh hôm ấy, đạn đã tránh người, để Dinh trở về vẹn nguyên sau cuộc chiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong truyện ngắn Trận đụng độ bất ngờ với đặc công Khmer Đỏ, thần chết đã nhè nanh vuốt. Theo Nguyễn Quỳ, nguyên cán bộ đại đội 2, J1, E732, sư đoàn 303, quân khu 7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các video tiếp theo.